xem phim Tây Du Ký chúng ta thấy nhân vật Trư Bát Giới đó, nói chung là một nhân vật phản diện. Anh dắt cái đinh ba đi nhân nhân, vô dụng, bất tài, hôm gây đẹp mọi thứ. Nhưng ngược lại là ông nói là đừng tan ngay, đừng tan lại ngay. Mà phải nói rằng là ông nói sai cũng nghe chứ qua. Nhưng mà khi gặp yêu ma quỷ quái thì là phải nhờ Tề Thiên. Tề Thiên, nhưng mà Tề Thiên nói thì tầm tầm là không nghe. Nhưng mà phải nói là đi đâu phải đi ăn dần ăn bạc gì đâu. Đi thỉnh kinh, tức là cũng như là bây giờ là như đi lấy Lenin toàn tập á. Đấy, nó là triết học Mác Lênin á, triết học Đảng Cộng sản nó về đấy. Chứ có phải ăn dần ăn bạc gì đâu. Tuy nhiên thì chúng ta thấy đó một thực trạng. Thì ở cuộc sống này cũng vậy. Những người mà cái như xu nịnh hay là biết cách chiều sếp thì lại là được lòng sếp. Đấy, nói là sếp ngay. Còn những người mà ngay thẳng thật thà, ăn nói là ngon lành, những song pha trận mật thì lại là được mắc lòng sếp. Đấy, cái cuộc đời nó như vậy. Và qua câu chuyện của Tây Du Ký thì chúng ta cũng thấy được một điều thứ hai. Là mỗi lần mà Tề Thiên mà dơ gậy là quánh ai, đánh quánh ma quánh quỷ là thế là người của con của ông này, của Phật nọ, của Phật kia. Đó chứng tỏ chính là những bà con thân thích họ hàng của nhà Phật, nhà tiên không. Đấy, và chúng ta còn thấy được một điều nữa là khi mà tới bên Phật Tổ, thì Phật Tổ thì nói chung là người xa vạn trượng, nhìn xa trông rộng, thế nhưng là phải hối lộ cái bát bằng vàng thì mới được nhận được cái kinh thật, còn không là anh cho kinh giả. Thì đó nó cũng như cái câu chuyện là thật ra là người là nhìn xa trông rộng, những bên cạnh những cái ủy ban, những sếp lớn thì luôn luôn có những cái đám nịnh thần, có những người ở bên cạnh mà nói chung là chi phối hoạt động và làm cho lu mờ được cái câu chuyện của đạo đức cũng như là lối sống. Thì còn phải nói rằng là 500 năm Ngô Thừa An nó viết ra một câu chuyện là tuyệt hay. Đấy, về lòng người cũng như về mọi thứ, chúng ta thấy là Tây Du Ký không đơn giản là một câu chuyện về thỉnh kinh, đó là một câu chuyện đúc kết về cuộc sống. Mà chúng ta thấy được rằng là đến hôm nay thì phải nói là Việt Nam chúng ta tới giờ này cũng không thể ra những câu chuyện hay như thế. Mà Ngô Thừa An là hơn 500 năm trước đã viết được những câu chuyện tuyệt hay về lẽ sống, về triết lý nhân sinh. Đây là một trong những bộ phim nổi tiếng mà qua bao nhiêu thế hệ Việt Nam chúng ta đều qua chiêm ngưỡng và phải nói khâm phục tài của ông.